Xin chào cả nhà, lại là chuyên mục máy rửa bát các bác nhé. Một chiếc Panasonic TH1, bên em đã test dọn vệ sinh sạch đẹp hết rồi. Chiếc này thì em vào giá luôn, bên em bán là 6,6 triệu, bảo hành 1 năm, giá chưa phí vận chuyển, chưa biến áp. Các bác lưu ý là các bác mua hàng online những cái dòng máy này thì các bác phải chi trả tiền phí vận chuyển nhé. Phí vận chuyển chiếc máy này đi toàn quốc là 120.000 đến 150.000 tùy từng vùng địa phương. Đấy ạ. Chiếc máy đã làm sạch đẹp hết rồi. Biến áp thì bên em bán 500.000, loại 1500 VA, loại dùng ổn định tốt. Thời điểm này quá rẻ luôn các bác nhé. Năm ngoái chiếc TR3 có giá 5,5 triệu, đời 2010 các bác này. Đấy. Sang năm nay thì chiếc TH1 đời 2017, mẫu mã mới series 0743 này giá chỉ còn có 6,6 triệu, là chênh nhau có hơn 1 triệu xíu so với năm ngoái thôi ạ. Quá rẻ luôn các bạn. Con TH1 đời mới, hiện đại, đẹp. Giá quá rẻ. Năm nay bác làm bộ máy rửa bát so với năm ngoái thì quá hời luôn. Các tính năng trên máy rửa bát thì không có gì thay đổi các bác nhé. Nó cũng loanh quanh các cái tính năng như vậy thôi. Bật lên. Đấy, giao diện nó như thế này. Có hẹn giờ nhé. Econavi. Các chế độ rửa, đèn báo, các thứ này thôi. Nói chung là không có gì nhiều. Không có thay đổi gì nhiều. Các bác nào có nhu cầu máy rửa bát thì bên em rất là nhiều các bác nhé. Lúc nào cũng sẵn vài chục chiếc cho đến hàng trăm chiếc của các bác. Hàng máy rửa bát lên sóng đi liên tục. Em cũng ít khi em quay hàng bán đi lắm. Các bác nào có nhu cầu mua thì các bác cũng đã tìm hiểu và tin tưởng bên mình rồi, thì không cần phải quảng cáo đăng xê quá nhiều. Em chủ yếu là quảng cáo máy thôi. Này, có máy để các bác biết thôi. Chào các bác nhé.